Chính quyền tại Hồng Kông và Bắc Kinh luôn gắn ghép những người biểu tình tại Hồng Kông là bị xúi giục, kích động, giật dây và kể cả bị mua chuộc bởi các thế lực thù nghịch. Họ chỉ ngón tay về phía Hoa Kỳ và các thế lực Tây phương, cũng như các thành phần mà họ gọi là phản động trong nước. Họ cũng đã từng làm như thế với phong trào Dù Vàng năm 2014. Nhưng khi những cuộc biểu tình liên tục kéo dài trên 14 tuần qua, thu hút 1-2 triệu người không chỉ một lần mà nhiều lần, và những người tham dự thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, điều này cho thấy các thế lực cầm quyền phi dân chủ không quan tâm đến nguyện vọng của người dân. Qua cuộc đấu tranh của người Hồng Kông, người Việt cũng mong ước một ngày không xa, người Việt Nam nói chung, giới trẻ nói riêng, có những khát vọng tự do lớn lao như những người Hồng Kông thể hiện. Mong ước như thế là điều dễ hiểu và chính đáng, nhưng so sánh giới trẻ Việt Nam và giới trẻ Hồng Kông là hoàn toàn khập khiễng. Hơn nữa, sự chỉ trích, trách cứ rằng giới trẻ Việt Nam thờ ơ, thụ động, vô cảm như đã từng xảy ra bấy lâu nay, như một thói quen đổ lỗi cho người khác, đó là điều tai hại và gây phản ứng ngược. Giới trẻ Hồng Kông tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình trong 14 tuần qua là do ý thức muốn làm chủ cuộc đời của họ. Ý thức đó, một phần đến từ văn hóa chính trị, chịu ảnh hưởng của Anh Quốc gần 200 năm qua. Nhưng phần quan trọng khác, đến từ nền giáo dục khai phóng, cấp tiến tại Hồng Kông. Cốt lõi của nền giáo dục cấp tiến là để phát triển suy nghĩ độc lập, tư duy phản biện, để qua đó giúp phát triển cá nhân và cá tính của mỗi công dân trong xã hội, mối liên hệ giữa cá nhân và xã hội, và sự liên kết giữa xã hội và văn hóa. Xã hội sẽ không là gì cả nếu không được cấu thành bởi những cá nhân. Cá nhân sẽ không thể phát triển bền vững nếu không có những định chế và cấu trúc làm nền tảng cho toàn xã hội. Đây là những vấn đề phức tạp và liên đới, mang tính lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, tâm lý học, chính trị học và triết học mà các em học sinh cấp 2 tại Hồng Kông bắt buộc phải học để hiểu, biết về mình, về cộng đồng và hơn nữa, về thế giới mình đang sống. Qua các môn học này, các em trở thành những người có suy nghĩ phê phán, phản chiếu và độc lập, và phát triển kỹ năng và khả năng tôn trọng tính đa nguyên của văn hóa, quan điểm của con người. Chỉ khi nào có suy nghĩ độc lập mới đưa đến những khám phá và khai phá mới, và hình thành suy nghĩ sáng tạo do sự tìm tòi độc lập của mình. Câu hỏi, đâu là chân lý thì ai có thẩm quyền trả lời? Đối với các chế độ độc tài, chân lý tuyệt đối thuộc về riêng họ, không ai ngoài họ, luật pháp nằm trong miệng họ, sự thật là do họ định đoạt, viết sai, viết phản khoa học, phản bản chất con người thì họ vẫn cho là đúng, viết lại, sửa lại, nhưng sai tiếp thì cũng đúng luôn. Nhưng trong nền dân chủ cấp tiến, không ai có thẩm quyền tuyệt đối để bắt mọi người khác phải nghe theo, ngoại trừ hiến pháp và pháp luật. Nhưng ngay cả hiến pháp cũng thay đổi theo thời gian và pháp luật cũng thay đổi không ngừng để đáp ứng nhu cầu xã hội và con người. Nói cách khác, không hề có sự thật bất biến, mọi công dân đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình về bất cứ vấn đề nào, dù có sai đi nữa thì quyền được bày tỏ vẫn được tôn trọng và bảo vệ. Nguyên lý này đã giúp cho mọi cá nhân và toàn xã hội tìm đến được đỉnh cao của chân thiện mỹ, và đỉnh cao đó luôn thay đổi để ngày một cao hơn. Những người như Joshua Wong, Angel Chow, v.v. đã tiếp thu được một nền giáo dục khai phóng, cấp tiến như thế, cho nên tư duy của họ dù còn rất trẻ, nhưng rất độc lập và trưởng thành. Các bạn trẻ này không chỉ biết dân chủ là gì trên lý thuyết, mà còn hiểu rõ, không đấu tranh bây giờ cho tương lai của mình, thì hậu quả về sau này sẽ nặng nề. Nền giáo dục cấp tiến tại Hồng Kông hiện nay hoàn toàn trái ngược với giáo lý và chủ trương của Bắc Kinh, nơi mà Internet thì bị kiểm soát ngặt nghèo, truyền thông thì hoàn toàn do nhà nước khống chế và tình yêu nước được đồng hóa với tình yêu đảng. Bắc Kinh muốn đào tạo ra những con người chỉ biết nghe theo, làm theo, không thắc mắc, đặt vấn đề và không có tư duy phản biện hay suy nghĩ, duy lý. Nhìn như thế, chúng ta sẽ không trách cứ người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ Việt Nam. Hà Nội cũng rập khuôn bao nhiêu chủ trương và hình thức của Bắc Kinh trước nay. Khi nào giới trẻ Việt Nam có được đầy đủ thông tin đa chiều và được hấp thụ nền giáo dục cấp tiến như Hồng Kông hay các nền dân chủ cấp tiến hiện nay, điều chắc chắn là họ sẽ không thờ ơ, thụ động hay vô cảm. Trong mọi thời đại sẽ luôn có những người có những lý tưởng và mong muốn góp phần xây dựng cho cộng đồng, đất nước, chứ không chỉ sống ích kỷ cho mình. Những thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay sinh ra và lớn lên từ gia đình, nhà trường, xã hội và mọi hoạt động trong mọi lĩnh vực đều bị kìm kẹp và kiểm soát, từ tư tưởng đến hành động. Cho nên,
Không thể trách họ thờ ơ, không quan tâm hoặc không làm gì cả. Cách tích cực và hiệu quả hơn là tìm những phương thức thích hợp và sáng tạo để giúp giới trẻ Việt Nam tiếp cận các luồng thông tin đa chiều, giúp đào tạo thế hệ hôm nay các kỹ năng suy nghĩ phê phán để từ đó họ tự tìm chân lý cho mình và cho đất nước. Tương lai Việt Nam là thuộc về họ, do chính họ định đoạt, không ai khác. Khi có đủ kiến thức, thông tin và kỹ năng suy nghĩ phê phán, các bạn sẽ làm chủ cuộc đời của mình. Một thế hệ trẻ có khả năng định hình bản sắc và cung cách riêng cho mình như thế mới có khả năng đem lại một thay đổi tích cực và bền vững. Xây dựng các thế hệ như thế chắc chắn mất nhiều thời gian, giải pháp cho bài toán phức tạp như vấn đề về chính trị tại Việt Nam, chẳng hạn, không hề dễ. Nhưng nếu không ngay bây giờ thì khi nào? Không nên phí phạm nữa khi đất nước đang cần trí tuệ, kiên trì và nỗ lực chung trước những thử thách lớn lao hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi video của channel YouTube Việt Tấn. Hãy bấm subscribe, tức ghi danh với kênh YouTube của chúng tôi để có thể theo dõi các video khác về thời sự cũng như tin tức của Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.